Ưu điểm của vách thạch cao. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Vlog của em Dung GEC, nơi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về xây dựng. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ đề ưu điểm của vách thạch cao. Vậy vách thạch cao có những ưu điểm gì? Vách thạch cao có độ bền cao, dễ dàng thi công nên tiết kiệm chi phí tháo lắp hoặc sửa chữa. Vách thạch cao linh hoạt trong việc thiết kế, cho phép gia chủ có thể sơn hoặc sử dụng giấy dán tường để trang trí, tạo nên mẫu vách ngăn, phòng khách, bếp hoặc phòng ngủ đẹp, ấn tượng cho ngôi nhà của mình. Mẫu mã phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Vách thạch cao được làm từ tấm thạch cao tiêu chuẩn của Vĩnh Tường, giúp cách nhiệt, tiết kiệm điện năng từ các loại máy làm mát, thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe người dùng. Có thể sử dụng làm vách chống cháy, chống ẩm và cách âm, tiêu âm hiệu quả. Giá cả hợp lý, trọng lượng nhẹ, hơn gấp 10 lần so với tường gạch. Sử dụng vách thạch cao còn giúp bảo vệ môi trường cũng như an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Đặc biệt, tuổi thọ của vách thạch cao có thể lên đến 10 năm hoặc hơn nếu được bảo quản kỹ càng ở nơi khô ráo, hạn chế ẩm mốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Nếu có ý kiến gì mời mọi người hãy để lại bình luận dưới video nhé. Và bất cứ khi nào mọi người có nhu cầu xây nhà cũng như biết được ai đang có nhu cầu xây dựng nhà thì hãy cho em xin số điện thoại bằng cách để lại comment phía bên dưới hoặc gọi cho em qua số hotline 0949 423 009. Bên em cùng với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư có bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng sẽ tư vấn, giải đáp những thắc mắc hết sức có thể để chúng ta cùng nhau đưa ra những ý tưởng tốt đẹp nhất cho ngôi nhà của các bạn.